Đây là bài viết Cà phê trứng có phải là trứng sống? Của tác giả Diêu Ly. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu bài viết này nhé! Bác Giảng phát minh ra cà phê trứng vào khoảng năm 1946. Hồi ấy bác đang làm bartender ở khách sạn Metropole. Có một đợt sữa bị khan hiếm, bác nghĩ ra cách đánh bông lòng đỏ trứng cho thành kem rồi đổ lên trên cà phê. Kết quả là một món rất giống cappuccino nhưng kem trứng đặc và ngậy hơn sữa sủi bọt. Cà phê trứng được ưa chuộng từ hồi đó tới giờ. Ờ khoan, đánh bông lòng đỏ trứng cho thành kem rồi đổ lên trên cà phê. Thế này thì tức là chúng ta đang uống trứng sống có phải không? Trước hết, hãy nghĩ xem thế nào là trứng chín. Ta thường làm chín trứng bằng nhiệt, tức là luộc, rán, nấu canh, vân vân. Lòng trứng, cả trắng và đỏ, vốn là protein. Mà protein thì là những chuỗi amino acid cuộn xoắn lại với nhau. Nhiệt độ cao sẽ làm cho những cuộn protein này duỗi ra rồi dính chặt vào với nhau. Đây gọi là quá trình biến tính. Vì protein biến tính mà ta sẽ thấy trứng chuyển từ dạng mềm, lỏng khi sống thành cứng, đặc khi chín. Các amino acid làm nên protein thì có hai loại, thích nước và ghét nước. Bình thường, khi trong trứng chỉ có nước và protein, các amino acid ghét nước sẽ trốn ở phía trong cuộn protein với nhau để tránh nước. Còn bọn thích nước sẽ quay ra ngoài để được ngâm mình trong nước. Khi bác Giảng hay bạn nào đó thích tay máy, đánh trứng thành kem, lực đánh trứng sẽ tạo ra các bọt khí nhỏ li ti. Những bọt khí này lọt vào giữa các cuộn protein để phá vỡ chúng. Thấy bọt khí, các amino acid sẽ tự sắp xếp lại đội hình để loại thích nước thì tập trung quanh chỗ có nước, còn loại ghét nước thì vây quanh bọt khí. Như vậy, việc đánh trứng cũng làm biến tính protein trứng. Nên về khoản này thì có thể coi là trứng chín rồi. Kem trứng thường vẫn mềm và lỏng chứ không đặc lại, mặc dù các cuộn protein bị phá vỡ. Những bọt khí nhỏ li ti xen vào giữa và giữ cho chúng không dính lại vào với nhau. Nấu trứng bằng nhiệt còn có một công dụng nữa mà đánh trứng không làm được, đó là diệt khuẩn. Lòng trứng thì khá là sạch và nếu vỏ trứng được rửa sạch trước khi đập ra thì nguy cơ kem trứng nhiễm khuẩn là khá thấp. Nếu mà bạn vẫn lo lắng về chuyện vi khuẩn thì có mấy cách này. Thanh trùng trứng trước khi đánh kem, tức là ngâm trứng sống nguyên vỏ trong nước nóng 60 độ trong vòng 3 phút. Phải cẩn thận cả về nhiệt độ và thời gian để không luộc chín trứng nhé. Cách thứ hai đó là ngâm cách thủy tách cà phê trứng trong bát nước sôi khoảng 5 phút. Cách này thì không tuyệt đối vì lớp trên của tách cà phê không được hâm nóng đến nhiệt độ cần thiết. Cách thứ ba là thêm một chút rượu mạnh vào khi đánh trứng. Cách này cũng không tuyệt đối nhưng mà ngon, lại khử được mùi tanh của trứng nữa. Tóm lại, đánh trứng thành kem làm cho trứng chín bằng cách biến tính protein, nhưng mà không diệt khuẩn hoàn toàn như trứng được nấu bằng nhiệt. Còn bây giờ, ai lo thì cứ lo đi nhé, tớ ra giảng làm một tách cà phê trứng đây. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ nhà nhện nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Khánh Linh, bye!